Người này của em cũ phết nhỉ, sửa cũng gọi là khá là đau ví ấy. Này, đế thì nó hỏng hết rồi này, mục hết. Da thì nó xước chầy cũ xỉn này. Nghĩ là cái đôi này của em bây giờ sửa chỉ gọi là giữ kỷ niệm thôi. Đồ kỷ niệm anh cứ làm nó mới đã giúp em, hết bao nhiêu không thành vấn đề. Anh em cứ bảo là sửa bằng tiền mua đôi mới, nhưng mà chả hiểu tại sao các ông cứ điên điên mang đi sửa. Nhưng mà thực chất ra nhiều cái không mua bằng tiền các ông ạ. Đầu tiên thì cứ phải vệ sinh sạch sẽ trước. Cho em nó làm khô ráo nước xong rồi mình sẽ làm mịn tất cả các vết xước ở trên thân giày. Mỗi vết xước thì cách làm mịn của nó sẽ khác nhau, nên là anh em cứ theo dõi video là anh em sẽ biết hết. Tiếp đến thì dùng kem bả để lấp đầy hết tất cả các vết xước. Bước này thì nói chung là cũng khá đơn giản, nhưng mà nó đòi hỏi độ tỉ mỉ cao. Đợi bả khô xong mình sẽ trả mịn lại thêm một lần nữa. Vì mấy cái đôi mà sửa xước này thì tôi cứ sử dụng súng phun sơn. Tuy nó hơi cầu kỳ một chút nhưng mà chất lượng sơn nó mang lại thì khá là tốt. Bước cuối cùng là vẽ lại cái hình Mickey cho đôi giày. Cái này thì anh em có học qua mỹ thuật rồi thì nó sẽ đơn giản thôi. Rồi phủ mấy cái chất bảo vệ màu để cho nó bền hơn.